trân trọng kính mời quý khách hãy cùng đứng lên để chúc mừng sau khi nghe và tiếng đếm. Thưa quý vị, 1, 2, 3. Xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình đứng ở giữa sân khấu Tân Ly để chúc mừng thực hiện không gian với nhau. Trân trọng kính mời. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình trở về bàn tiền tiếp tục chung vui với quý vị quan khách, cô dâu và chú rể lời sân khấu thực hiện nghi thức cắt bánh cưới.